Sông Lam Nghệ An thắng 3 trận hòa 2 trận. Trong ngày hôm nay, các trợ lý của trọng tài Quốc Hùng là các ông Nguyễn Phong Vũ và Trịnh Văn Lương. Sông Lam Nghệ An ở trận đấu ngày hôm nay xuất phát với sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Đứng trong cầu môn là thủ môn Nguyên Mạnh. Hai tiền đạo của Hữu Thắng ngày hôm nay là Kavin Brian, người Jamaica, và Lê Công Vinh. Đội tuyển Long An xuất phát với sơ đồ chiến thuật quen thuộc, rất thiên về phòng ngự. Sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Hai tiền vệ trung tâm của ông Juleta là Bảo Anh và Pha Lê Sắc. Như vậy là trọng tài Quốc Hùng vừa đổi tiếng còi hai cuộc. Từ khi đội tuyển Long An lên thi đấu ở V-League, rất nguy hiểm, bóng đâm vào dọc. Pha dứt điểm của Lê Công Vinh. Chúng ta vừa xem lại pha đá phạt trúng cột dọc của Công Vinh. Đây không phải là một góc đá phạt thực sự ưa thích của Công Vinh. Thêm một cơ hội. Tỷ số được mở cho Sông Lam Nghệ An. Không lâu sau tình huống đá phạt đập cột dọc của Công Vinh, bây giờ đội bóng xứ Nghệ đang ghi bàn. Ở mùa giải này, Sông Lam Nghệ An đã khá nhiều trận đấu dẫn trước, tuy nhiên sau đó đã không thể giành trọn 3 điểm. Bàn thắng rất đáng nhớ của cầu thủ từng được coi là thần đồng bóng đá xứ Nghệ. Gavin Brian đã cài người và chuyền bóng thuận lợi cho Quang Tình. Quang Tình đã chứng tỏ được những phẩm chất kỹ thuật và sáng tạo của mình. Ngoặt bóng rất dẻo. Rất tốt. Tỷ số được nâng lên 2-0. Bàn thắng của Lê Công Vinh. Cú đá tung nóc lưới của đội khách. Pha ghi bàn thứ 9 của Lê Công Vinh ở mùa giải năm nay. Vào giờ chót trước khi mùa giải mới diễn ra, Công Vinh mới quyết định trở về đấu quân cho Sông Lam Nghệ An. Có lẽ vì vậy mà anh chọn áo số 89. Phút 89 là thời điểm mà người ta luôn chờ đợi các tiền đạo bùng nổ để ghi bàn thắng quyết định. Một pha duỗi mù rất tốt. Cầu thủ vừa phải nhận thẻ vàng tiền vệ trung tâm Trần Bảo Anh, năm nay mới 22 tuổi. Dứt điểm. Tỷ số trận đấu được nâng lên 3-0. Một trận đấu rất thành công của Sông Lam Nghệ An. Thêm một bàn thắng dành cho Lê Công Vinh. Công Vinh đã có được 10 bàn thắng ở mùa giải V-League năm nay. Anh chỉ còn đang kém Abad của Thanh Hóa và Gonzalo của TVT đúng một bàn. Hoàng Văn Bình là cầu thủ đá phạt. Kevin Brian đã đưa bóng vào. Dứt điểm. Không vào. Pha xử lý của Lê Công Vinh. Kevin Brian rất tốt. Tỷ số được nâng lên 4-0. Có thể đây sẽ là chiến thắng đậm nhất của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải này.
Cú đá rất tốt bằng chân trái về góc xa. Cầu thủ vừa vào sân của đội khách Nguyễn Thành Hải là một tiền vệ. Năm nay 25 tuổi. Anh chỉ cao 1m60. Cơ hội. Không vào. Pha xử lý của Clayton. Rất nhanh. Vẫn là cầu thủ sông Long An, Trọng Hoàng. Quá đẹp. Tỷ số trận đấu được nâng lên 5-0. Mặc dù đội Long An là đội bóng quá yếu, tuy nhiên với những gì đã chứng tỏ ngày hôm nay thì sông Long An tiếp tục cho thấy khát vọng của họ. Rất nhiều khả năng trận đấu ngày hôm nay sẽ là một cú hích tốt với sông Long An để họ có thể vẫn là một ứng cử viên vô địch ở mùa giải năm nay. Pha dứt điểm rất tốt bằng mu trong của Trọng Hoàng. Cơ hội. Rất tốt. Tỷ số trận đấu được nâng lên 6-0. Pha ghi bàn thứ hai trong trận đấu của Trọng Hoàng. Trọng Hoàng đã có được 4 bàn thắng ở mùa giải V-League năm nay. Sông Lam Nghệ An đang dẫn với tỷ số 6-0. Công Vinh và Trọng Hoàng đều lập cú đúp. Các bàn thắng còn lại được ghi do công của Quang Tình và Kevin Brian. Trọng Hoàng đã chứng tỏ quyết tâm, sức mạnh và cả sự tinh tế. Chọc khe rất đẹp. Tỷ số được nâng lên 7-0. Cú hat-trick của Lê Công Vinh. Trận thắng quá đậm của sông Lam Nghệ An. Một điều quan trọng hơn với Lê Công Vinh là lúc này anh đã có được 11 bàn thắng. Vươn lên chính thức bằng số bàn thắng với hai cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đến trước ngày hôm nay là Abbas của Thanh Hóa và Gonzalo của TVT. Đó là một pha xử lý rất quen thuộc của Lê Công Vinh. Một cơ hội. Không vào. Thiếu chút nữa đội khách có bàn thắng danh dự. Cơ hội dành cho Đình Hưng. Công Vinh. Tỷ số trận đấu được nâng lên 8-0. Pha ghi bàn thứ tư trong trận đấu của Lê Công Vinh. Lê Công Vinh đã có 12 bàn. Rất có thể đây sẽ là trận đấu có tỷ số đậm nhất ở mùa giải V-League năm nay. Pha bóng như đá tập của Công Vinh. Có thể nói việc Công Vinh đến lúc này vươn lên
dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League là một điều rất thú vị. Không được. Và đúng lúc này trọng tài Nguyễn Quốc Hùng đã nổi tiếng gọi mãn cuộc. Và có lẽ còn lâu mới lặp lại ở sân Vinh. Ở trận đấu mà chúng ta vừa chứng kiến, Công Vinh ghi được 4 bàn, Trọng Hoàng ghi 2 bàn. Đến lúc này Lê Công Vinh đã trở thành chân sút tốt nhất ở V-League 2023 với 12 bàn thắng, hơn cả Gonzalo của TVT. Và bát của Thanh Hóa xin chúc mừng chân sút Lê Công Vinh. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.